ở tỉnh ta là gì? Ông có kiến nghị gì về giải pháp để phát triển hệ thống giáo dục ngoài công lập trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới? Xin được hết câu hỏi. Xin trân trọng cảm ơn. Vâng, cảm ơn đại biểu Hòa. Mời đại biểu Lê Thu Hà. Kính thưa chủ tọa kỳ họp, kính thưa các vị đại biểu, tôi cũng xin được có hai câu hỏi đối với lại ông Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo. Thứ nhất, đó là tình trạng quá tải trường, lớp ở nhiều địa phương, nhất là ở một số cái nơi đô thị và nơi có khu công nghiệp chưa giải quyết được. Và toàn tỉnh ấy, theo thống kê thì còn 78 trên 146 trường mầm non công lập, 67 trường tiểu học và một số trường trung học cơ sở có số học sinh trên lớp vượt quy định. Còn tình trạng trường mầm non, trường tiểu học bố trí phòng chức năng hoặc là phải ngăn lớp, dồn lớp để đủ phòng học. Và tại thành phố Ninh Bình thì đa số các cái trường mầm non, tiểu học thì đều có cái tình trạng quá tải. Đấy. Việc này nó gây khó khăn cho các trường cũng như là ảnh hưởng đến cái chất lượng chăm sóc và giáo dục trẻ. Đề nghị ông Giám đốc Sở cho biết trách nhiệm của ngành, của các địa phương và giải pháp tham mưu cho Ủy ban tỉnh giải quyết tình trạng trên trong thời gian tới. Nội dung thứ hai xin được chuyển đến ông Giám đốc. Đó là theo thống kê của Sở Giáo dục và Đào tạo, rồi Sở Nội vụ, thì năm học 2022-2023, toàn tỉnh còn thiếu 1.234 giáo viên so với định mức biên chế theo quy định. Và ở từng bậc học là mầm non thiếu 624, tiểu học thiếu 504, trung học cơ sở thiếu 115 và trung học phổ thông thiếu 26. Nhiều trường thì thiếu nhân viên và cũng rất là thiếu giáo viên mỹ thuật, âm nhạc. Riêng ở bậc trung học phổ thông thì lại chưa có cái chủng loại giáo viên này. Trong khi đó thì vẫn còn tình trạng là thừa cục bộ giáo viên ở một số địa phương, ở một số cấp học. Đề nghị ông Giám đốc Sở cho biết việc thừa thiếu giáo viên, nhân viên và tình trạng mất cân đối chủng loại giáo viên ở các cấp học đã ảnh hưởng đến công tác giảng dạy như thế nào và giải pháp tham mưu cho cấp có thẩm quyền để khắc phục vấn đề này trong thời gian tới. Câu hỏi này thì cũng xin được đồng thời gửi đến ông Giám đốc Sở Nội vụ trả lời về các cái giải pháp của ngành liên quan đến trách nhiệm của Sở. Xin được trân trọng cảm ơn. Vâng, cảm ơn đại biểu Hà. Như vậy thì có hai đại biểu mà đặt ba câu hỏi đối với ông Giám đốc Sở nữa Giáo dục và ông Giám đốc Sở Nội vụ. Sau đây thì mời ông Giám đốc Sở Giáo dục trả lời chất vấn và lát nữa thì mời ông Giám đốc Sở Nội vụ sẽ trả lời chất vấn. Xin mời ông Giám đốc Sở Giáo dục. Kính thưa chủ tọa kỳ họp, kính thưa các đại biểu về dự kỳ họp. Trước hết thì thay mặt ngành Giáo dục Đào tạo, chúng tôi xin cảm ơn các đại biểu thể hiện cái sự quan tâm. Đây cũng là cái mong muốn để cho ngành giáo dục tiếp tục phát triển hơn thời gian tới. Và những nội dung mà các đại biểu vừa đề cập thì tôi thấy rằng đây là những vấn đề rất là trúng, rất là trọng tâm và cũng rất là thời sự. Và cũng khẳng định rằng là những vấn đề này trong thời gian qua, tỉnh, ngành giáo dục đào tạo cũng là xác định đó là những vấn đề trọng tâm, chỉ đạo một cách thường xuyên. Để cũng khẳng định như vậy. Và nói về đối với lĩnh vực giáo dục thì trước khi đi vào những cái nội dung cụ thể thì xin được trao đổi để chúng ta cùng có một cái nhìn nó thống nhất đối với trách nhiệm quản lý nhà nước về giáo dục trên địa bàn. Báo cáo với lại các đại biểu là đối với địa bàn tỉnh thì sau Ủy ban dân tỉnh thì nó có cái trách nhiệm giữa ngành và cấp. Cấp ở đây là tôi nói tới các địa phương. Đối với ngành giáo dục đào tạo thì chịu trách nhiệm căn bản toàn diện đối với khối trực thuộc là các trường trung học phổ thông. Còn lại với các đơn vị thuộc khối phòng giáo dục đào tạo thì có mối quan hệ trách nhiệm thuộc cấp và ngành. Đối với ngành thì là tham mưu trong công tác hoàn thành các khung khổ pháp lý, những văn bản hướng dẫn thực hiện những quy định của cấp trên và chịu trách nhiệm về góc độ chuyên môn thực hiện nội dung chương trình, bên cạnh đó thì thực hiện cái công tác thanh tra kiểm tra giám sát. Còn đối với chính quyền địa phương, ủy ban cấp huyện thì chịu trách nhiệm quản lý nhà nước về giáo dục trên địa bàn để toàn bộ những vấn đề thuộc về biên chế đội ngũ con người và đảm bảo cái thực hiện những quy định theo khung khổ hướng dẫn của trên về giáo dục và đào tạo. Trong quá trình thực hiện thì có sự phối hợp một cách chặt chẽ giữa cấp và ngành. Do vậy có những vấn đề thì ngành giáo dục có trách nhiệm là chính, song cũng có những vấn đề thì Ủy ban Nhân dân cấp huyện, tức là cấp địa phương, chịu trách nhiệm là chính. Để thì xin trao đổi các đại biểu như vậy. Trên cơ sở chức năng nhiệm vụ đối với những vấn đề mà đại biểu nêu thì tôi xin được trao đổi để có những cái làm rõ thêm đối với các đại biểu.
Trước hết là cái vấn đề thứ nhất đối với đại biểu Đào Thị Hòa nói về cái tình trạng quá tải trường lớp và phát triển trường ngoài công lập, thì báo cáo với các đại biểu là cái việc chủ trương phát triển trường ngoài công lập đây là một chủ trương của chính phủ. Đấy, và đối với tỉnh ta thì cũng ngay từ năm 2019 thì cũng đã cụ thể hóa thực hiện chủ trương này. Cụ thể tỉnh ta đã ban hành cái quyết định số 04 về những chính sách về đất đai ưu tiên cho phát triển về đối với lĩnh vực giáo dục, y tế, các lĩnh vực có liên quan. Còn chính phủ thì có cái nghị quyết số 35 đấy về xã hội hóa đầu tư cho phát triển giáo dục và đào tạo. Như vậy thứ nhất là chúng ta đã có chính sách, và chính sách này đã được cụ thể hóa và thực hiện trên địa bàn tỉnh chúng ta hay chưa, thì rõ ràng chúng ta thấy rằng đã có, cụ thể là có 12 cái trường ngoài công lập thực hiện trên địa bàn tỉnh. Đấy. Vậy thì bây giờ cụ thể chúng ta đánh giá là nhiều hay là ít, thì chúng ta cũng thừa nhận rằng cái số trường ngoài công lập trên địa bàn tỉnh chúng ta là chưa nhiều. Đấy. Tuy nhiên nhìn lại thì nó có những cái nguyên nhân sau đây, tập trung chủ yếu là cấp học mầm non. Thì kính thưa các đại biểu, đối với bậc học mầm non thì để hình thành một cơ sở giáo dục tư thục thì nó đơn giản hơn rất nhiều so với các trường phổ thông. Bởi lẽ nó có thể hình thành dưới dạng lớp, nhóm lớp độc lập hoặc có thể thành lập dưới dạng trường. Và cái thứ hai là cái điều kiện, cái tính cấp bách cho con em trẻ mầm non vào lớp nó cũng khá cấp bách ở các địa phương, là cái sự cấp thiết liên quan đến cái việc huy động trẻ đến trường. Ý thứ ba nữa là cái nguồn lực đầu tư để hình thành cái xây dựng cơ sở vật chất, đội ngũ con người, và đặc biệt nó là để đảm bảo cái tự chủ chi đầu tư và chi thường xuyên nó khá thấp theo cái định mức kinh tế kỹ thuật. Còn đối với các trường phổ thông thì kính thưa các đại biểu là cũng phải khẳng định, thứ nhất là trong cái thời gian qua thì cái cấp thiết thiếu cái chỗ học trên địa bàn tỉnh, thì khẳng định là trên địa bàn tỉnh Ninh Bình chúng ta hiện là chưa thiếu chỗ để cho con em đến học phổ thông. Chỉ có thể có cấp nọ cấp kia đáp ứng được cái nguyện vọng ở cái bậc học đấy chưa, loại hình trường đấy chưa, thì nó có thể chưa đáp ứng được nguyện vọng. Đấy, do vậy cái yêu cầu cấp thiết nó cũng chưa thật sự cao. Đấy là ý thứ nhất. Ý thứ hai nghĩa là cái đầu tư nguồn lực để hình thành một cái trường là đầu tư cơ sở vật chất là rất lớn. Chúng ta phải khẳng định như vậy để đảm bảo hoạt động. Thứ ba nữa là đảm bảo chi cho cái tự chủ, thực hiện cái tự chủ chi thường xuyên và chi đầu tư. Đối với các địa phương thì có thể nói còn khó khăn liên quan đến điều kiện kinh tế xã hội, liên quan đến tâm lý lựa chọn trường. Đấy, liên quan đến sức ép mà buộc phải học các hệ trường tư nó cũng chưa thực sự cao. Đấy, chưa thực sự cao. Chính vì vậy mà đối với cái cấp học phổ thông của chúng ta thì nó cũng có 3 trường thôi, 2 trường trung học phổ thông và 1 trường trung học cơ sở. Tiểu học nó có những cái lý do như vậy. Với cái yêu cầu thực tiễn đặt ra trong cái thời gian tới thì về mặt giải pháp, trước hết là trước cái yêu cầu phát triển xã hội và cái chủ trương này cộng thêm với những chính sách có liên quan, thì cái việc tiếp tục phải quan tâm đấy để phát triển loại hình trường tư thục, cái đấy là chủ trương rất đúng đắn, cần phải tập trung hơn nữa thời gian tới. Gần đây thì ngay tỉnh ta trong xúc tiến đầu tư, tôi được biết là cũng có cái kêu gọi đầu tư cho phát triển cái trường tư thục liên cấp chất lượng cao. Và cái thứ hai nữa là đối với trường trung học phổ thông Nguyễn Công Trứ thì cũng đang hoàn thiện cái dự án ra một vị trí mới. Và tiếp theo nữa, cái quá trình lâu dài này thì chắc chắn là theo yêu cầu phát triển thì chúng ta tiếp tục rà soát cái cơ chế chính sách để hoàn thiện, căn cứ vào điều kiện tình hình thực tế để có thể tiếp tục chúng ta có những cái cơ chế chính sách sao cho phù hợp. Còn khẳng định là bây giờ về mặt thủ tục có vướng gì không là không vướng gì, rất thuận lợi để tạo điều kiện cho các cơ sở đầu tư vào địa bàn phát triển lĩnh vực này. Đấy là vấn đề thứ nhất, để xin được báo cáo các đại biểu như vậy. Vấn đề thứ hai là đại biểu Lê Thu Hà có nêu là cái tình trạng quá tải trường lớp ở đô thị khu công nghiệp. Thì phải khẳng định là cái quá tải ở đây thì nó có hai loại hình quá tải. Quá tải về số lớp trong một trường so với quy định, và quá tải số học sinh theo định mức trên lớp. Đấy, thì hai loại hình này cơ bản đều đang tồn tại. Tuy nhiên khẳng định là cái số lượng quá tải số lớp trong một trường thì chúng ta cũng có nhưng chưa nhiều, không nhiều. Còn quá tải số lớp, số học sinh định mức trên lớp thì khẳng định theo từng cấp học nó có tính chất đặc thù như sau. Thứ nhất là đối với cấp học trung học phổ thông thì không có tình trạng quá tải. Đấy, số định mức này là đang tiệm cận với mức tối đa. Đấy, từ 42 đến 43, trong khi mức tối đa là 45. Đấy, cấp trung học phổ thông thì không có vấn đề gì. Còn đối với các cấp dưới thì sao? Thứ nhất là đối với cấp học mầm non thì báo cáo đại biểu là trong những năm vừa qua thì chính là liên quan đến cái việc huy động trẻ đến trường. Đấy, của trên địa bàn tỉnh của chúng ta là liên quan đến chất lượng chăm sóc nuôi dưỡng mọi thứ tốt lên, điều kiện tốt lên, cho nên tỷ lệ trẻ huy động đến trường cộng với cái tăng tỷ lệ sinh dân số độ tuổi cho nên cái tỷ lệ này nó cao.
Và cái điều kiện cơ sở vật chất ấy, cũng giống cấp học khác, có thể nói là trong xây dựng thôn mới chúng ta đã đầu tư rất là tốt và tạo ra một cái diện mạo thay đổi rất căn bản ở tất cả các địa phương. Tuy nhiên nó cũng chưa thực sự theo kịp, chúng ta cũng phải thừa nhận như vậy. Còn đối với các khu cụm công nghiệp thì nó có tình trạng này không? Thì khẳng định là trên địa bàn tỉnh chúng ta nó không có tình trạng này ở các khu cụm công nghiệp. Chúng ta đã có cái chính sách thực hiện nghị định 105, chính sách tạo điều kiện vậy thôi, nhưng quá tải khu cụm công nghiệp là không có. Còn đối với các cấp học khác, đó là tiểu học và trung học cơ sở, thì nó xuất hiện chủ yếu là liên quan đến vấn đề phát triển đô thị ở hai đô thị là chính, đó là đô thị Tam Điệp và đô thị thành phố Ninh Bình. Cái này là thực tế. Đối với đô thị thành phố Ninh Bình thì báo cáo đại biểu là nó tập trung một vài trường, có thể nói là cái sĩ số lớp, số lớp và sĩ số học sinh trên lớp nó khá cao, ví dụ như là trường trung học cơ sở Trương Hán Siêu, trường trung học cơ sở Lý Tự Trọng, theo tôi được biết như vậy. Vậy thì tại sao cái vấn đề này mà chúng ta chưa khắc phục được, nó xảy ra tình trạng quá tải? Thì nó có mấy lý do như tôi nêu vừa trước, nó chính là cái cơ sở vật chất chúng ta chưa theo kịp. Thế thì tại sao đầu tư cơ sở vật chất chưa theo kịp? Thì nó xuất phát từ hai lý do, như tôi có thể nói một cách khái quát như thế này chúng ta hình dung được. Nó xuất phát từ hai nguyên nhân. Nguyên nhân thứ nhất là cái nguồn lực đầu tư các địa phương theo phân cấp thì có thể nói là chúng ta đã rất cố gắng, nhưng dù sao nó cũng còn khó khăn. Đấy, còn khó khăn mà phải có những cái lộ trình. Đấy, lý thứ nhất. Và nó cũng xuất hiện tình trạng thứ hai, nên là có tiền không thể xây được. Nó liên quan đến cái bất cập từ cái quy hoạch trước đây. Một số trường chúng ta đến nay không đủ điều kiện đảm bảo diện tích để có thể xây quy mô phát triển rộng hơn, to hơn. Cho nên trong thời gian trước mắt nó đang bị cái tình trạng này. Vậy thì giải pháp trong thời gian tới thế nào? Trước hết phải xác định là chúng ta sẽ phải xác định từ tỉnh đến các địa phương, chúng ta phải xác định là cái nhiệm vụ trọng tâm phát triển giáo dục, một trong những giải pháp trọng tâm đó là phải ưu tiên nguồn lực để đầu tư tăng cường cơ sở vật chất. Nội dung này đã được thể hiện trong báo cáo của tỉnh ủy và báo cáo ủy ban nhân dân tỉnh vừa trình bày trước hội đồng của chúng ta. Đấy là cái ý thứ nhất. Ý thứ hai nữa là trong cái quy hoạch vùng vừa rồi, các địa phương chúng ta đã rất quan tâm đến cái việc là quy hoạch về đất đai, tạo điều kiện để mở rộng hoặc là điều chỉnh quy hoạch mạng lưới trường lớp. Điều chỉnh hiện nay chúng ta đã vừa quy hoạch và hiện nay chúng ta đang thực hiện theo quy hoạch ấy. Đấy, ví dụ như thành phố Ninh Bình, hôm qua đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh vừa trả lời ý kiến cử tri, chúng ta thấy rất rõ liên quan quy hoạch lại đất cho trường mầm non Thanh Bình tiểu học Thanh Bình, hay là Yên Mô, các đồng chí vừa xây dựng lại hẳn một cái trường mầm non Yên Đồng ra một vị trí mới, quy mô rất khang trang, tương tự Nho Quan tôi cũng được biết như vậy. Đối với cấp trung học phổ thông thì chuẩn bị lập dự án xây dựng trường trung học phổ thông Gia Viễn C, trường trung học dân tộc nội trú ra những vị trí khác để đảm bảo điều kiện để phát triển quy mô mạng lưới trường trung học phổ thông Nho Quan B, trung học phổ thông Nho Quan C, hay là tất cả các trường khác như là trung học phổ thông Bình Minh, trung học phổ thông Kim Sơn C, rồi trung học phổ thông Nho Quan A, tất cả những trường đó giai đoạn vừa rồi chúng ta đều được quy hoạch và mở rộng cái khuôn viên diện tích. Đấy là vấn đề rất quan trọng. Đấy thì có hai vấn đề cơ bản mà tôi xin được nêu liên quan đến vấn đề này về mặt giải pháp như vậy. Vấn đề thứ ba là thiếu giáo viên so định mức, nhưng mà còn cái tình trạng là mất cân đối cục bộ. Thì chúng ta thừa nhận việc này. Vì sao thiếu giáo viên thì có lẽ chúng ta cũng không cần phải đi kỹ hơn. Nhưng cái mất cân đối giáo viên đây chúng ta nhìn trên hai phương diện. Mất cân đối thứ nhất là mất cân đối giữa số lượng giáo viên so với định mức giữa các trường trên cùng một địa bàn, các huyện. Thì cái này nó cũng có ít nhiều nguyên nhân, nó liên quan đến xu hướng dịch chuyển về khu trung tâm này khác. Ý thứ hai, mất cân đối nó vừa là chủ quan vừa là khách quan. Trong đó quy định định mức tiết dạy của từng môn học đối với từng khối là khác nhau. Cho nên trên cơ sở tổng số biên chế chia ra thì nó sẽ có cái con số là làm tròn, nó dẫn tới là có môn hơi thừa, có môn hơi thiếu. Việc này là khách quan và đương nhiên nó sẽ có. Vì vậy thì khắc phục cái việc này thì trên cơ sở người ta phân công chuyên môn, ai thiếu thì dạy tiết kiêm nhiệm. Còn liên quan tới cái nội dung chính mà chỗ chị Hà nêu ấy, thì cũng phải thừa nhận cái thực trạng là nó đang có cái việc này. Vậy thì ảnh hưởng thế nào tới việc giảng dạy? Thì chúng ta phải khẳng định rằng là những cái nơi nào mà thiếu giáo viên thì cái việc phân công chuyên môn nó sẽ khó khăn cho công tác quản lý. Cái thứ hai là giáo viên được phân công chuyên môn thì phải làm việc tăng cái định mức số tiết dạy, nó cũng vất vả, sức ép cho công việc. Và ý thứ ba nữa là khắc phục thời gian tới thì tôi trên tinh thần là đối với tỉnh thì sẽ có cái rà soát, đối với các địa phương thì chúng ta tập trung có cái rà soát để chúng ta có cái điều động phân công sao cho nó từng bước khắc phục được giải pháp này. Đây là hai nội dung cơ bản để thực hiện cái giải pháp đó. Tôi xin hết ý kiến. Xin cảm ơn ông Giám đốc Sở Giáo dục. Xin ý kiến các vị đại biểu. Các vị đại biểu có ý kiến chất vấn lại ông Giám đốc Sở Giáo dục và hai câu hỏi đó. Ba nội dung ạ. Vâng, không có đại biểu nào.
Tiếp theo thì mời đại biểu Trần Thị Thị Dương, tổ Yên Khánh và mời đại biểu Phạm Thị Thu Huyền, tổ Yên Mô. Kính thưa chủ tọa kỳ họp, kính thưa các vị đại biểu, kính thưa cử tri và nhân dân trong tỉnh, tôi xin có một câu hỏi gửi hỏi ông Giám đốc Sở Giáo dục như sau ạ. Thời gian qua, việc đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh đã được các cấp, các ngành quan tâm đầu tư, tăng cường và đầu tư ạ. Tuy nhiên, vài năm gần đây thì việc mua sắm trang thiết bị đáp ứng yêu cầu dạy và học theo chương trình phổ thông năm 2018 triển khai còn chậm, mặc dù kinh phí đã được chủ động bố trí sớm. Đặc biệt là với môn tin học là môn bắt buộc được tổ chức dạy học từ lớp 3 năm học 2022-2023 theo chương trình giáo dục phổ thông mới. Tuy nhiên hiện nay thì nhiều cơ sở giáo dục còn thiếu máy vi tính dạy bộ môn tin học. Theo báo cáo của Ủy ban tỉnh thì cấp tiểu học, trung học cơ sở mới đáp ứng được 60%, trung học phổ thông mới đáp ứng được 74% theo quy định. Cá biệt thì có trường chưa có phòng máy để học, còn nhiều phòng máy, thiết bị đã hết thời gian khấu hao, hư hỏng không sử dụng được và có nhiều đơn vị cũng còn thiếu giáo viên tin học. Đề nghị ông Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo cho biết việc thiếu trang thiết bị có ảnh hưởng như thế nào đến chất lượng dạy và học, nguyên nhân, trách nhiệm của ngành, của các địa phương và giải pháp khắc phục trong thời gian tới ạ. Tôi xin hết câu hỏi ạ. Xin trân trọng cảm ơn ạ. Mời bà Phạm Thị Huyền, tổ Yên Bộ. Kính thưa chủ tọa kỳ họp, kính thưa các vị đại biểu, kính thưa cử tri và nhân dân trong tỉnh. Tôi có một câu hỏi xin được hỏi ông Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo cụ thể như sau. Trong những năm trước đây, tình trạng lạm thu trong các trường học luôn là vấn đề nóng mỗi khi bước vào năm học mới. Vì vậy, các cấp ủy chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, đặc biệt là ngành giáo dục và đào tạo cũng đã vào cuộc tương đối quyết liệt, tăng cường công tác chỉ đạo, thanh tra, kiểm tra, giám sát với việc thực hiện các khoản thu trong các trường học. Thì hiện nay, tình trạng lạm thu trong nhà trường đã được hạn chế. Tuy nhiên, cử tri và nhân dân vẫn còn phản ánh về tình trạng này. Như đầu năm học thì nhiều cơ sở giáo dục giao ban đại diện cha mẹ học sinh tiến hành thu một số khoản như các loại quỹ như quỹ trường, quỹ lớp hay là ủng hộ nhà trường đầu tư cơ sở vật chất, mua sắm trang thiết bị với số tiền không nhỏ từ 200 đến 500 nghìn đồng trên một học sinh một nội dung. Và ngày 19 tháng 10 năm 2022 thì báo Lao động cũng có đăng bài viết với cái nội dung phản ánh là tại trường tiểu học Gia Sinh, Gia Viễn có nhiều khoản thu thì không hợp lý, còn trùng lắp và thu sai quy định khiến nhiều phụ huynh bức xúc. Thì đề nghị ông Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo cho biết cụ thể thực trạng vấn đề nêu trên và kết quả giải quyết như thế nào, và trong thời gian tới thì trách nhiệm giải pháp của ngành giáo dục và đào tạo để cải thiện và chấm dứt tình trạng nêu trên. Xin trân trọng cảm ơn. Vâng, xin cảm ơn. Mời ông Giám đốc Sở Giáo dục trả lời hai nội dung trên ạ. Kính thưa chủ tọa kỳ họp, kính thưa các đại biểu, đối với hai nội dung, thứ nhất là nội dung đại biểu Dương có nêu đấy, cái việc mà mua sắm trang thiết bị đối với lại máy tính, thì báo cáo của đại biểu là trước hết phải khẳng định là đây nó là cái môn học bắt buộc mới được triển khai, đấy, đầu tư nguồn lực thì nó có lộ trình. Cái thứ hai nữa là khẳng định rằng là cái từ thiếu đáp ứng ở đây không theo nghĩa là nó không theo nghĩa là nó chỉ có bằng ấy. Mà bản chất ở đây có nghĩa là đây là cái phòng học mà nó đủ cái điều kiện tiêu chuẩn của cái phòng học máy tính, đủ số máy, đủ tiêu chuẩn. Chứ không có nghĩa là nó chỉ có bằng ấy phòng. Đấy, chúng ta hiểu như vậy. Còn những phòng khác thì nó thiếu số máy, đấy, nó không đảm bảo theo tiêu chuẩn. Đấy, thì xin trao đổi theo cái nghĩa như vậy. Riêng năm 2021-2022 thì cấp trung học phổ thông là mua gần 350 máy. Đấy, đối với lại khối phòng giáo dục đào tạo 8 huyện thành phố thống kê đây là mua hơn 4.000 máy vi tính. Thì chúng ta thấy rằng cái đầu tư rất là lớn và có thể nói ngân sách tỉnh thì từ các nguồn có mục tiêu và kết hợp với lại cái nguồn liên quan đến trang thiết bị tối thiểu thì cũng là quan tâm đầu tư đáp ứng, cộng thêm với lại cái nguồn mà các địa phương chủ động mua sắm cân đối từ ngân sách địa phương. Đấy, như vậy. Tuy nhiên chúng ta thừa nhận rằng là nó cũng còn đang thiếu, thì nó ảnh hưởng đến cái việc học thực hành bộ môn tin học của các em học sinh. Đấy, giải pháp khắc phục ở đây trước mắt thì chính là cái việc phải chia ca hoặc các em là học chung máy, hoặc chung máy. Còn đối với giáo viên tin học thiếu thì ngành đã tập trung chỉ đạo hướng dẫn quốc phòng rà soát những giáo viên có bộ môn tin học
để tham mưu cho huyện có cái điều chỉnh cân đối làm sao cho nó hài hòa nhất, chính là cái ý mà đồng chí Hà vừa nói là cái khắc phục mất cân đối môn tin học. Đấy là một trong giải pháp. Giải pháp thứ hai là cái phân công chuyên môn cũng phải có cái trường hợp là giáo viên phải dạy đồng thời ở nhiều hơn một trường. Đấy, cái việc đấy là việc đã phải làm. Như vậy, để tuy nhiên trong thời gian tới đây thì đề nghị ngành đã phối hợp với lại Sở Tài chính tham mưu với tỉnh cơ bản đảm bảo được cái nguồn kinh phí đấy là liên quan đến cái trang thiết bị tối thiểu. Hiện nay cái máy tính thì nó nằm trong cái trang thiết bị tối thiểu, thì đề nghị các địa phương chúng ta quan tâm. Ngoài ra đối với cái nguồn có mục tiêu khác cấp về địa phương, như năm ngoái thì ngay tháng 2 năm 2022 thì Sở đã có cái văn bản hướng dẫn rất rõ là cái kinh phí để mua này thì ưu tiên mua máy vi tính và trang đầu tư bàn ghế hai chỗ ngồi. Còn đối với sửa chữa thì tập trung chung vào sửa chữa là nhà vệ sinh và nhà ăn, nó rất cụ thể như vậy. Thì đề nghị là chúng ta cũng rất quan tâm nội dung này để sớm đáp ứng tốt nhất cái điều kiện để dạy và học bộ môn ngoại ngữ, bộ môn tin học và trang thiết bị. Còn về công tác giáo viên thì bên cạnh những giải pháp trước mắt thì chúng ta quan tâm cái việc tuyển dụng khi chúng ta được giao chỉ tiêu một cách sớm nhất. Ý thứ hai nữa là chúng ta thực hiện cái việc hợp đồng trên tinh thần nghị quyết 102 của chính phủ khi chúng ta chưa thể tổ chức tuyển được. Để tôi xin báo cáo ý thứ nhất là như thế. Ý thứ hai, đối với cái lạm thu, đúng là đây là vấn đề mà xã hội rất quan tâm. Nhưng chúng ta phải khẳng định vấn đề này đã được chúng ta quan tâm, tập trung bằng nhiều giải pháp. Trong đó giải pháp chúng ta thấy rất rõ nhất. Một, đó là cấp ngân sách định mức chi cho giáo dục được chúng ta quan tâm hơn từ đầu nhiệm kỳ này. Trong đó nó đảm bảo cho cái yêu cầu tỷ lệ định mức chi. Đấy, tỷ lệ định mức chi trong đó đặc biệt là cái chi cho hoạt động chuyên môn theo đầu người nó thay đổi hẳn. Cho nên cái nguồn chi cho hoạt động của nhà trường nó đỡ khó khăn, đỡ phải xã hội hóa cho hoạt động đó. Đấy, ý thứ hai nữa là cái khung khổ pháp lý được hoàn thiện chính là cái nghị quyết số 39 và cộng thêm với lại các giải pháp về công tác quản lý, từ tập huấn, từ quán triệt về nhận thức, từ công tác thanh tra kiểm tra. Cho nên chúng ta khẳng định một điều rằng là từ đầu năm đến nay chúng tôi không thể không cam kết được là không có đơn vị nào, nhưng rõ ràng chúng tôi chưa tiếp nhận những cái đơn thư phản ánh nào về việc này mà có cơ sở là đúng. Ý thứ hai, qua thanh tra kiểm tra chúng tôi chưa phát hiện được đơn vị nào có lạm thu, cho nên có thể nói thời điểm này khá là môi trường khá trong lành về công tác thu chi tài chính. Tuy nhiên vấn đề này là vấn đề như tôi đã nói, đó là phải quan tâm chỉ đạo một cách thường xuyên. Còn vấn đề mà đại biểu phản ánh chỗ báo Lao động đưa tin chỗ gia sinh thì cái này thì ngay sau khi có thông tin thì Sở đã phối hợp với Ủy ban Nhân dân huyện Gia Viễn tập trung chỉ đạo xem xét giải quyết. Thì cái này nó báo cáo đại biểu là nội dung này là trường trung học của cơ sở Gia Sinh là chưa triển khai thu, cho nên chúng ta không thể kết luận là người ta thu sai quy định hoặc là lạm thu, mà cái này là mới thể hiện là cái bước manh nha, cái bước tiến hành các bước để thỏa thuận thống nhất triển khai thu thôi. Đấy, thì xin báo cáo trao đổi với các đại biểu để chúng ta cùng rõ như vậy. Cho nên cái từ lạm thu nếu được thì thôi, chúng ta cũng nói về công tác thu chi thôi. Thì đấy, thì xin cảm ơn các đại biểu. Vâng, cảm ơn ông Giám đốc Sở Giáo dục. Xin hỏi các vị đại biểu đã thấy thỏa đáng trả lời của ông Giám đốc Sở Giáo dục và có tranh luận trở lại với ông Giám đốc Sở Giáo dục không ạ? Vâng, không có đại biểu nào. Tiếp theo thì mời đại biểu Nguyễn Thị Vân Hiền, Tổ Tam Điệp, và mời đại biểu Đinh Hồng Thái, Hoa Lư chuẩn bị. Kính thưa chủ tọa kỳ họp, kính thưa các vị đại biểu, được sự phân công của Tổ đại biểu Hội đồng dân tỉnh tại thành phố Tam Điệp, tôi xin được gửi tới đồng chí Giám đốc Sở một câu hỏi ạ. Hiện nay có nhiều ý kiến phụ huynh học sinh cho rằng giữa nhà trường, giáo viên chủ nhiệm, các giáo viên bộ môn và gia đình thì có nhiều phương thức liên hệ để tiết kiệm và hiệu quả thông qua các ứng dụng kết nối miễn phí như Zalo, Viber. Việc liên lạc thông qua các ứng dụng này vừa tăng tương tác qua lại, đồng thời tạo sự gần gũi, sâu sát giữa giáo viên và phụ huynh học sinh. Trong khi việc sử dụng sổ liên lạc điện tử thường một chiều, thông tin thường được cập nhật sau các hình thức liên hệ khác và phải đóng phí. So sánh hiệu quả trực quan thì phụ huynh học sinh cũng băn khoăn có nên sử dụng sổ liên lạc điện tử trong các trường học không? Và nếu có sử dụng thì đề nghị Sở có giải pháp nào để nâng cao hiệu quả cái sử dụng dịch vụ này so với các dịch vụ khác ạ? Tôi xin được hết câu hỏi. Vâng, xin cảm ơn bà Nguyễn Thị Vân Hiền. Mời ông Đinh Hồng Thái. Kính thưa chủ tọa kỳ họp, kính thưa các vị đại biểu, kính thưa ông Giám đốc Sở Giáo dục Đào tạo. Trước hết tôi xin chúc mừng ngành giáo dục đào tạo tỉnh nhà trong nhiều năm vừa qua đã có những kết quả rất là đáng mừng. Và qua tiếp xúc cử tri
qua thăm dò các ý kiến từ nhân dân và nông dân thì bà con cũng như là cử tri rất là phấn khởi trước những kết quả của ngành giáo dục đào tạo. Và cá nhân tôi cũng xin chia sẻ với những khó khăn mà lãnh đạo cũng như là thầy cô giáo ở ngành giáo dục đào tạo Ninh Bình cũng đang có những cái hiện tại đang diễn ra. Để làm tốt hơn nữa thì chúng tôi cũng xin có trao đổi thêm một ý mà cử tri có quan tâm. Đó là theo đánh giá của Sở Giáo dục Đào tạo thì hiện nay chưa phát hiện tình trạng lạm dụng và vi phạm về dạy thêm học thêm. Nhưng mà trên thực tế và theo phản ánh của cử tri thì do nhu cầu và thỏa thuận giữa người dạy và người học thì vấn đề dạy thêm, học thêm ngoài nhà trường hiện nay là khó kiểm soát, đặc biệt là ở những nơi đông dân cư, ở thành phố, thị trấn và ở cả khu vực nông thôn. Theo phản ánh thì nhiều học sinh bậc tiểu học thì học thêm ở nhà cô giáo ít nhất là 2 buổi trên tuần. Phụ huynh và học sinh phản ánh nếu không tham gia học thì khi hết học kỳ hoặc khi làm bài kiểm tra thì điểm thì không cao bằng cái bạn mà được học thêm. Thì chúng tôi cũng xin trao đổi với Sở Giáo dục Đào tạo là có nắm được ý kiến phản ánh này không, và trách nhiệm của Giám đốc Sở về vấn đề quản lý tình trạng dạy thêm, học thêm, các cơ sở dạy thêm, học thêm trên địa bàn tỉnh, nhất là học thêm ở ngoài nhà trường. Xin cảm ơn ông Giám đốc. Vâng, xin cảm ơn đại biểu Thái. Tiếp theo mời đại biểu Nguyễn Văn Cường, tổ Hoa Lư. Xin mời đại biểu. Kính thưa tọa kỳ họp, kính thưa các vị đại biểu, tôi xin được có một câu hỏi đối với ông Giám đốc Sở Giáo dục. Trước thực trạng một số nơi đã xảy ra mất an toàn trường học, nhất là trường mầm non, đã ảnh hưởng đến tính mạng sức khỏe của học sinh cũng như là sự lo lắng đối với lại phụ huynh học sinh. Thế để chủ động phòng chống thiên tai, tai nạn thương tích cũng như là mất an toàn ở trường học, đặc biệt là các cái cơ sở giáo dục mầm non, thì đề nghị ông Giám đốc Sở Giáo dục cho biết đã có giải pháp gì trong hướng dẫn chỉ đạo thanh tra kiểm tra đối với các phòng giáo dục cũng như là đối với các trường mầm non trên địa bàn của tỉnh. Xin hết câu hỏi. Vâng, cảm ơn đại biểu Cường. Sau đây mời đồng chí ông Giám đốc Sở Giáo dục trả lời các nội dung trên. Kính thưa chủ tọa kỳ họp, kính thưa các đại biểu. Trước hết thì về vấn đề đại biểu Vân Hiền nêu là đúng là hiện nay thì cái mạng xã hội như Zalo, Viber thứ thì đang được sử dụng rất là hữu ích và thực tiễn trong các nhà trường, các mối quan hệ giữa giáo viên và chỗ phụ huynh học sinh thì cũng là trên cơ sở các group. Tôi thấy rằng là bản thân chúng ta là phụ huynh, chúng ta thấy có cái mối quan hệ rất thường xuyên tương tác, và những vấn đề khi chúng ta đưa lên group ấy thì nó đều là những vấn đề chung. Đấy, những vấn đề chung. Song thực tiễn thì báo cáo các đại biểu là cái mối quan hệ giữa nhà trường và phụ huynh có những thông tin không thể đưa chung lên được mà chỉ đưa gửi theo từng cá nhân. Do vậy cái nền tảng group, Zalo cái thứ đấy đôi khi nó không đáp ứng được. Này, đôi khi đáp ứng được mà cần mà có một cái nền tảng công nghệ khác để nó đáp ứng yêu cầu này. Tôi lấy ví dụ nếu dùng group thì đưa điểm cho các em học sinh chỉ phải đưa cả cái bảng điểm lên, chứ thầy cô không thể có công sức nào chép từng điểm cho cháu, nhắn đến mấy chục cháu trong lớp được. Để chúng ta phải chia sẻ như vậy. Vậy thì phải có một cái nền tảng công nghệ riêng. Ý thứ hai còn về mặt quy định thì sao? Cái này là quy định là được phép theo nghị quyết số 39. Trên tinh thần đó là thỏa thuận về cung cấp dịch vụ hoàn toàn là do phụ huynh và nhu cầu đối với lại cái đơn vị cung cấp dịch vụ người ta thỏa thuận với nhau. Và thực tiễn thì cho thấy là cái này nó có đúng là thỏa thuận hay không, mình nhìn từ một con số rất rõ là đối với cấp học mầm non trở lên trung học phổ thông thì cấp học mầm non chỉ có hơn 2% phụ huynh đăng ký, và lên tới trung học phổ thông thì tăng dần, lên tới trung học cơ sở thì có hơn 50%, lên tới trung học phổ thông thì có hơn 70%. Vậy chúng ta phân tích thấy rằng rõ ràng lên cấp học càng cao thì nhu cầu những vấn đề cần thông tin tương tác nó nhiều lên, thì do cái nhu cầu nó tăng lên thì cái con số này nó minh chứng cho chúng ta cái việc ấy. Còn về thực tiễn thì đối với trách nhiệm của sở thì chúng tôi chưa tiếp nhận bất kỳ một thông tin nào từ phụ huynh nói rằng chúng tôi đang bị bắt ép hoặc là thế nọ thế kia để tham gia những công việc này. Cái đó là hoàn toàn tự nguyện của phụ huynh, ngành không hề có một chỉ đạo nào. Đấy, thì xin khẳng định với phụ huynh như vậy. Còn vấn đề thời gian tới thì sao? Chúng tôi đảm bảo cái việc này nó phải thực sự đúng quy định và trong lành,
trên cơ sở đó là quán triệt cái trách nhiệm của người đứng đầu, không có lạm dụng những việc này. Ý thứ hai là tuyên truyền để phụ huynh người ta nhận thức thấy rằng cái việc này là phụ huynh hoàn toàn tự nguyện. Nếu ai thấy băn khoăn việc này thì thôi không tham gia nữa, rất đơn giản như vậy thôi. Đấy. Còn cái ý thứ hai là đại biểu Thái có nêu là cái lạm dụng và vi phạm về dạy thêm, báo cáo với các đại biểu. Đúng là vấn đề dạy thêm là vấn đề chúng ta phải quan tâm. Chúng ta lên án cái việc nó là dạy thêm tràn lan, dạy thêm bắt ép không đúng quy định. Còn cái việc dạy thêm để nâng cao chất lượng giáo dục trên cơ sở đúng quy định là chúng ta phải rất hoan nghênh việc đó. Và rõ ràng nó hoàn toàn trên cơ sở là tự nguyện, cái nhu cầu rất chính đáng của phụ huynh mong muốn cho con em mình được học tập. Và giáo viên đáp ứng được cái việc đó, chúng ta phải thấy việc đấy là việc rất là quan trọng, chúng ta đáng hoan nghênh và việc nhân văn. Chúng ta phải khẳng định cái việc như vậy. Tuy nhiên, dư luận thì nơi này, nơi khác chúng ta băn khoăn việc này, sợ rằng người ta lợi dụng nó tràn lan. Đúng, chúng ta phải quan tâm trong công tác chỉ đạo việc này. Vậy thì việc đó sở cũng đã rất quan tâm. Thứ nhất, đó là ban hành các văn bản hướng dẫn và chỉ đạo rất cụ thể liên quan đến thông tư 17 hướng dẫn về quy định dạy thêm, học thêm. Cái thứ hai nữa là phối hợp với các địa phương gửi, tăng cường cái trách nhiệm các địa phương về quản lý nơi cư trú giáo viên thuộc cấp học. Ý thứ ba là chúng tôi cũng đã tập trung cho cái công tác thanh tra, kiểm tra. Đối với lại các cơ sở cái dạy thêm ngoài nhà trường thì tập trung công tác nắm tình hình, kiểm tra thì khẳng định rằng là chúng tôi chưa nhận được một cái đơn nào của phụ huynh mà nói rằng đấy là con tôi đang bị bắt ép đi học thêm. Và thực tiễn nếu như vấn đề đại biểu nêu nó có cái việc như vậy thì cũng phải nói thật là giám đốc tôi chưa nắm được thật. Đấy, nếu mà có giáo viên tiểu học phản ánh con tôi, phụ huynh phản ánh con tôi bị như thế thì tôi chưa nắm được thật. Hay là phụ huynh người ta phản ánh tới cơ quan cấp huyện để nó đúng thẩm quyền giải quyết thì việc này đúng là chúng tôi cũng có thể cập nhật thêm. Nếu đại biểu có thể cung cấp thêm thông tin để ngành giáo dục quan tâm chỉ đạo giải quyết xử lý triệt để những vấn đề này. Và thời gian tới thì vẫn tiếp tục là liên quan tới cái công tác tuyên truyền này và đi đôi với công tác thanh tra, kiểm tra để đảm bảo cái việc này nó thực hiện đúng trên tinh thần quy định của nhà nước. Đấy, vấn đề thứ ba về an toàn trường học, đại biểu Cường có nêu thì khẳng định những vấn đề này là vấn đề rất là hệ trọng. Đấy, rất là hệ trọng. Báo cáo các đại biểu là nhận thức được vấn đề này, không phải là khi ở trong Nha Trang xảy ra cái việc đấy thì ngành quan tâm. Hai năm học vừa qua, việc đầu tiên đối với cấp học mầm non và những nơi có bếp ăn bán trú thì ngay vào đầu năm học thì Sở Giáo dục Đào tạo đã phối hợp với lại Sở Y tế. Đấy, trên cơ sở là Sở Y tế cử cán bộ của Chi cục Vệ sinh An toàn Thực phẩm tham gia và chúng tôi thành lập các đoàn đi kiểm tra tất cả các huyện trên địa bàn tỉnh. Trên cơ sở quán triệt ngay từ đầu năm rồi ra thông báo kết luận. Bên cạnh đó thì có hướng dẫn các quy trình về công tác đảm bảo an toàn thực phẩm, tập huấn, hướng dẫn về chuyên môn rồi cung cấp những cái cẩm nang, hướng dẫn về quy trình đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Rồi là thực hiện các cái quy định về kiểm phẩm 3 bước, quy trình bếp ăn 1 chiều và các cái yêu cầu khác. Đấy, có thể nói là chúng tôi làm rất là chặt chẽ như vậy. Đấy, do vậy cho nên là cùng với là cái sự quan tâm các địa phương nữa, cho nên đúng là trong cái giai đoạn gần đây chúng ta chưa xảy ra những cái vụ việc nào. Đấy, tuy nhiên việc này có thể nói là đây là việc rất quan trọng, đòi hỏi các cơ quan, các ngành liên quan chúng ta phối hợp với ngành giáo dục để chúng ta quan tâm nó một cách thật thường xuyên. Đấy, xin cảm ơn các đại biểu. Vâng, cảm ơn ông Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo. Thì ở đây có đại biểu hỏi là hình thức liên hệ tiết kiệm hiệu quả thông qua liên kết miễn phí như Zalo, Viber. Đấy, cái này thì là phương tiện này thì không cấm. Nhưng ở đây thì có cử tri nói là sổ liên lạc điện tử mà nhà trường đang sử dụng thì chủ yếu là thông báo điểm, có 4 kỳ. Đấy, mà thu một năm là 100.000 đồng. Mà liên lạc với lại phụ huynh qua Zalo thì không mất đồng nào. Đấy, đấy thì đây là đà cử tri, người ta ý kiến là ý kiến ở cái chỗ này. Đấy, đấy ông Giám đốc Sở Giáo dục cái này thì có thì chỉ đạo cùng phối hợp với các huyện, các ngành kiểm tra này có cái sự việc này không? Nếu có thì phải chấn chỉnh ngay. Đấy thì cử tri người ta có hỏi như thế. Vâng, cảm ơn ông Giám đốc Sở Giáo dục. Xin ý kiến các vị đại biểu đã thấy thỏa đáng ý trả lời của ông Giám đốc Sở Giáo dục không ạ? Và có chất vấn trở lại không ạ? Vâng, mời đại biểu Thái. Vâng, tôi xin trao đổi thêm với ông Giám đốc Sở một cái vấn đề mà ông Giám đốc Sở vừa trao đổi. Tuy nhiên cái việc mà dạy thêm, học thêm hay cái việc là giáo viên mà dùng những cái gọi là nói chung có thể rằng là dùng những cái mẹo vặt để ép học sinh đến học ấy, thì nó chưa có những cái đơn thư cụ thể, nhưng thực tế là dư luận trong nhân dân là rất nhiều.
chứ không phải là ít. Chúng tôi cũng đề nghị là về phía ngành thì ông giám đốc sở cũng cần phải có những cái giải pháp trong cái việc quán triệt về cái đạo đức nghề nghiệp đối với giáo viên, thế rồi là quán triệt về cái việc thực hiện nghiêm cái quy chế trường học. Thế và một số những cái trường chuẩn ấy thì người ta bố trí là lắp cái camera trong lớp học để theo dõi giám sát cái việc giảng dạy và học tập của các em học sinh, giảng dạy của giáo viên trong học tập của học sinh. Thế nhưng mà thế như thế chúng ta có thể rằng là phần nào có thể giám sát được cái việc là giáo viên có thực hiện nghiêm cái chương trình giáo án trong quá trình giảng dạy hay không, có để lại kiến thức để mà dạy thêm hay không. Đấy, đa số ở xung quanh chúng ta thì hàng xóm láng giềng rồi những người trong khu dân cư nói nhiều cứ phải học cái cô giáo đang dạy trong khi người ta không muốn. Báo cáo chính như vậy, người ta muốn ra cho con học cái cô dạy giỏi hơn cơ, thầy giỏi hơn cơ, nhưng mà lại vẫn phải học cái cô thêm một cái buổi nữa là của cái cô trực tiếp dạy để cho nó đảm bảo rằng là con mình điểm nó cao. Thế chứ còn học cái cô khác mà làm theo cô khác thì điểm nó vẫn không cao. Thế chẳng hạn như vậy, thế thì cái đấy là có. Thì chúng tôi đề nghị là về phía ngành, các đồng chí cũng có cái quan điểm đúng đắn về cái việc quản lý giáo dục về vấn đề này. Thứ hai nữa là về cái sổ điện tử. Báo cáo là ở đây chúng tôi thấy rằng là ngành cũng cần phải nghiên cứu xem là cái sổ liên lạc điện tử thì cách thức mà sử dụng mà cái dịch vụ như nào, để thứ nhất là về phần mềm cái việc tương tác nó phải thông minh, nó phải tiện lợi cho phụ huynh, và thứ ba nữa là cần thiết là phải có những gói chung cho lớp, tránh cái việc là từng phụ huynh lại phải trả cái gói riêng, thì như vậy là từng học sinh từng phụ huynh thì như vậy là cái chi phí nó lên rất là lớn, và như vậy là nó tăng cái chi phí cho học sinh và phụ huynh. Thế thì chúng tôi cũng nghĩ là cần thiết nếu như một lớp có một gói thì chúng ta báo cáo ông chí là một tháng mà một gói mà chẳng hạn như là một lớp độ khoảng vài chục nghìn hay trăm nghìn mà chia ra cho bằng ấy em thì nó không đáng gì, nhưng nếu như mỗi một phụ huynh mà phải mua một cái gói riêng thì tôi thấy rằng là nó quá sức đối với phụ huynh. Đấy. Thứ ba nữa là cái câu chuyện là đầu tư các cái trang thiết bị theo xã hội hóa. Thì hiện nay là rất là nhiều lớp học là hội phụ huynh học sinh là thu cái tiền để lắp điều hòa cho con em mình. Lắp điều hòa. Thế nhưng mà thực tế thì lại có những cái trường hợp là điều chuyển lớp thì lớp đang phụ huynh đóng tiền mua điều hòa sang lớp khác không có điều hòa, nhưng mà nhà trường không hề có ý kiến, như chuyện đấy phụ huynh có ý kiến, nhà trường cũng không có ý kiến gì. Cái thứ hai nữa là qua rất nhiều năm thì chúng tôi nghĩ rằng cái lượng điều hòa mà lắp cho các lớp có thể nói rằng là ở một số trường, ở đặc biệt là thành phố Ninh Bình thì có thể nói là trang trải đủ cho tất cả các lớp nếu như chúng ta tính toán chi tiết ra. Nhưng năm nào cũng vào năm học mới và những cái lớp đầu khóa vẫn phải đóng góp để mua điều hòa. Thì chúng tôi thấy rằng là cái này cần phải kiểm tra giám sát cái việc này như thế nào. Đấy. Thế thì đấy là những cái mà chúng tôi thấy rằng là thực tế là diễn ra trên địa bàn và nhân dân là cái đó là rất là rõ. Thế cho nên là chúng tôi cũng đề nghị là về phía ngành cũng cần phải thanh tra kiểm tra. Tuy nhiên những việc này là xã hội hóa nhưng cũng cần phải thanh tra kiểm tra cái công tác quản lý về tài sản. Khi mà xã hội hóa rồi và đóng góp vào nhà trường thì nó cũng cứ coi như tài sản công và phải được quản lý theo cái quy chế của tài sản công, chứ không phải quản lý một cách tùy tiện để mà rồi năm nào cũng phải phụ huynh cũng phải đổ lên đầu cái sự đóng góp của phụ huynh. Thì chúng tôi thấy là cái này rất nhiều phụ huynh kêu ca phần này. Xin hết. Vâng, cảm ơn đại biểu Thái. Xin mời ông giám đốc Sở Giáo dục có trao đổi gì với đại biểu Thái không? Kính thưa chủ tọa, trước hết thì tôi thấy rằng những ý kiến của đại biểu Thái cũng rất là ghi nhận, tôi xin tiếp thu. Nó có nhiều ý hay liên quan đến công tác dạy thêm. Thì nó như vậy, nhưng tôi đã xác định nó là cái công việc trọng tâm thường xuyên. Đấy, thì liên quan đến cái việc này là các cái giải pháp về quản lý thực hiện quy chế chuyên môn. Đi đôi với nó là cái hình thức thanh tra kiểm tra. Và ngoài thanh tra kiểm tra của ngành thì nó còn là cái sự giám sát của cộng đồng. Đấy, thì xin đề nghị các đồng chí đại biểu hiểu như vậy. Và hai nữa, chúng ta có một cái nhìn cái này thì chúng ta nên có một cái nhìn nó phù hợp hơn. Liên quan đến trong lớp học thì nó có cái hoạt động của thầy và trò. Chịu trách nhiệm quản lý hoạt động đấy, nó có ban giám hiệu, có hiệu trưởng quản lý. Cái chức năng của cái camera nó không làm cái việc là quản lý xem người thầy có thực hiện đúng quy chế chuyên môn hay không, mà đấy là nhiệm vụ trách nhiệm của hiệu trưởng
Đấy, chứ khi lắp cái chức năng camera vào nó cũng phát sinh nhiều yếu tố phức tạp lắm, cũng xin báo cáo thật với các đại biểu như vậy, còn ảnh hưởng tới hoạt động dạy và học. Đấy, còn cái giáo dục đạo đức nghề nghiệp thì cái này là việc cần phải tập trung làm. Đấy, còn ý thứ hai nữa là sổ điện tử, thì báo cáo đồng chí là mặc dù không quy định, không bắt buộc ngành như vậy, nhưng tôi thấy là cái ý tưởng mà đại biểu Thái nêu là một ý tưởng hay, thì đảm bảo làm sao nó có cái tiết kiệm cho người dân. Thì chúng tôi sẽ có quan tâm chỉ đạo với lại các ngành phối hợp với đơn vị cung cấp dịch vụ sao cho nó giảm thấp nhất cái mức chi, mặc dù nó là tự nguyện cho người dân. Ý thứ ba nó là xã cái hội hóa cơ sở vật chất, đây cũng là vấn đề. Thì trước tiên phải khẳng định là cái tài sản dù là gì thì gì, nhưng nó khi vào trường thì nó phải tuân theo quy định về quản lý tài sản, đúng không ạ? Quy định quản lý tài sản và sổ tài sản rồi liên quan đến theo dõi khấu hao đủ mọi thứ. Đấy, vậy thì những cái vấn đề về quản lý nó đúng hay không đúng thì báo cáo nội dung này tôi tiếp thu. Trước hết đó là ngành giáo dục chúng tôi thì tập trung đó là rà soát kiểm tra thật chấn chỉnh thật nghiêm đối với các trường trung học phổ thông. Còn đối với các trường trung học cơ sở mọi thứ thì nhân tiện cái buổi hôm nay thì cũng đề nghị các đồng chí là chủ tịch ủy ban nhân dân các huyện, các đồng chí chỉ đạo trong ngành ở địa phương chúng ta có cái rà soát chấn chỉnh tốt việc này. Đấy, liên quan đến cái quản lý tài sản này khác thì do huyện và phòng tài chính kế hoạch quản lý, còn khung khổ pháp lý và hướng dẫn quy trình thủ tục xã hội hóa ra sao thì nó rất đầy đủ rồi. Đấy, tôi xin được báo cáo trao đổi như vậy, tôi xin hết ạ. Vâng, cảm ơn ông giám đốc Sở Giáo dục. Xin mời ông về vị trí theo dõi tiếp nội dung chất vấn. Xin cảm ơn ông.